Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên góc đường Trần Bình Trọng giao nhau với Lý Bắc Bích. Bây giờ đồng hồ của em Ri cũng 9 giờ 5 phút rồi. Đây thì em xin mời gia đình chúng ta cùng em tham quan đoạn này, xem tình hình kinh doanh buôn bán của bà con ở khu vực đây thì sẽ ra sao. Đây thì Ri thấy có quán phở bò 35k này. Nhưng mà giờ này thì coi như là cũng qua giờ cái ăn sáng rồi, qua giờ cao điểm giờ ăn sáng rồi, cho nên là cả nhà mình thấy là cũng ít khách đó. Thì chạy đoạn này thì có một cái phòng tập gym khá là lớn khu vực đây đó, thì coi như là tình hình về thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe thì coi như cũng có phong trào, nhưng mà thực sự mà nói thì cũng chưa có mạnh lắm. Ở đây thấy cái cụ ông cũng khá là lớn tuổi nè, ông rất là lớn tuổi luôn đó, thì ông ngồi ông bán vé số ngay cái khu vực ở đây đó. Thì bên đây thì mình thấy có nhiều chú chạy xe ôm nè, rồi chú đạp xích lô nè, rồi kể cả chú chạy xe ba gác nữa, thì coi như là cuộc sống mưu sinh gia đình chúng ta thấy đó, gần như là ngồi ở đây để mà đợi khách, nhưng mà không biết là đến khi nào. Giờ chỉ ngồi đợi rồi người ta có nhu cầu người ta chạy ra người ta tìm, hoặc là sẽ là gọi là có khách quen người ta gọi, chứ giờ cũng không biết sao. Mình thấy tình hình không, cụ bán vé số đây nhìn cũng rất là tội ha. Cuộc sống kinh doanh phải nói là không biết như thế nào. Nhiều khi mình thấy là có nhiều trường hợp xảy ra, chúng ta không có tiếp cận trực tiếp thì chúng ta cũng không biết được. Có thể là cụ bán là vì cuộc sống mưu sinh, nhưng mà có thể là cụ bán là vì cả nhà mình thấy đó, coi như là lớn tuổi rồi, nằm ở nhà nó buồn chịu không nổi, kiếm cái việc gì đó làm nó nhẹ nhẹ thôi, làm để mà qua thời gian, giết thời gian thì cũng đỡ. Ngay chỗ khu vực này cũng có một cái thương hiệu gọi là Mia đây ha. Mia rất là lớn ha, qua ly nè, túi xách ba lô đây. Nhưng mà tình hình bây giờ thì mình thấy là Mia gần như là thuê mặt bằng nào cũng rất là lớn, nhưng mà cái việc mà khách bây giờ rất là chậm, cho nên là nhiều khi thì đây cũng là một cái hình thức PR để quảng cáo thương hiệu thôi, chứ thật sự mà tình hình kinh doanh bây giờ thì coi như là lỗ nặng luôn, chịu lỗ luôn. Và bên kia thì cái nhà mình thấy nguyên dãy luôn, người ta mua bán xe gắn máy ha. Xe gắn máy này là đã qua sử dụng rồi, mình thấy là cái thời gian đây thì có nhiều tiệm bán xe gắn máy đã qua sử dụng gọi là phá sản dẹp tiệm rất là nhiều. Thứ nhất là do biển số định danh. Ngày xưa thì biển số đẹp á, nhiều khi chiếc xe mà trị giá 10 triệu thôi, biển số đẹp người ta có thể mua 20 triệu 30 triệu là chuyện bình thường để người ta bán cái biển số đó. Còn bây giờ biển số định danh là coi như là bắt buộc phải đổi biển số hết trơn rồi, không giữ biển số được cũ nữa, cho nên là lỗ phần đó là thứ nhất. Thứ hai là giờ yêu cầu xe phải chính chủ, xe chính chủ tức là xe bây giờ mua bán qua rất là nhiều lần rồi, nhà mà không có sang tên. Nhiều khi mình thấy là giá trị chiếc xe có vài triệu thôi, đâu có ai đi sang tên công chứng gì đâu. Người ta công chứng xong rồi người ta ra, người ta để cái vẹt nó chạy luôn, người ta không có sang tên. Chính vì vậy mà mình thấy là bây giờ là khi có sự cố xảy ra thì cái xe đó là xe không có chính chủ, mà bây giờ nếu mà tìm cái người chủ đó để cho họ sang tên đó, thì họ lại là không chịu gọi là giúp. Nhiều khi công việc người ta bận, còn nhiều khi cái giá trị xe đâu có đáng nhiều tiền đâu mà phải chạy tới chạy lui nữa, mất thời gian quá bỏ qua luôn. Chính vì vậy mà bây giờ thì những cái xe mà không chính chủ đó thì bán cái giá nó sẽ bị mất giá đó. Thì đây là cũng một trong những nguyên nhân dẫn đến mà cái tình hình kinh doanh về mua bán xe đã qua sử dụng gặp khó khăn trong cái thời gian giai đoạn này đó. Khu vực đường Lý Quốc Bích, quận Tân Phú đây, các anh em thấy đây cũng có nhiều nè, mua bán xe cũ giá cao đó. Thì nhìn lại mình thấy là tình hình kinh doanh của bà con thì cũng khá là ảm đạm luôn rồi. Ngay khu vực đây thì ngã tư của đường Thạch Lam giao nhau với Lý Quốc Bích thì sẽ đi thẳng luôn. Đây có mắt kính Sài Gòn New, nó giảm giá từ 20-3%. Mình thấy là mắt kính có một cái điều nữa là gần như là những cái tiệm mắt kính là người ta thuê những cái mặt bằng đắc địa khoảng ngã 3, ngã 4, ngã 5, ngã 6 để người ta kinh doanh. Nhưng mà mình thấy đó, nhiều khi cả ngày người ta bán đâu được một cặp mắt kính, hai cặp mắt kính, nhiều khi có ngày không có. Tức là ngày bán được vài trăm ngàn, có thể là triệu đi nữa. Thì mình thấy là những cái mặt bằng đó thì nó giá trị rất là cao rồi, thuê hàng tháng rồi mấy chục triệu, bạc trăm triệu không. Đây một cái nhà cho thuê hai mặt tiền liền nữa, có thấy không? Mấy trăm triệu và trăm triệu không à? Thì làm sao mà đủ sở hữu được? Cho nên là cái khả năng mình thấy là gần như là mở ra làm đó là lỗ. Nhưng mà
cái điều đặc biệt đây là những cái tiệm bánh kính đó vẫn tồn tại từ năm này sang năm kia đó. Từ có những cái tiệm bánh kính mà mình thấy là chục năm trời nó vẫn gọi là hiên ngang đó luôn, thì không biết vì sao kinh doanh bằng phương pháp nào, bí quyết nào mà lại là hay vậy, giàu như vậy, trong khi cái bài toán kinh doanh rõ ràng là mình tính không ra, mình tính là chắc nếu mà cho mình làm thì chắc chắn nó sẽ lỗ đó, thì rất là khó. Nhưng mà rõ ràng là nói đi thì cũng phải nói lại, đó là cái bí quyết người ta kinh doanh. Nếu mà mình biết được làm vậy sao mà để cho lời như vậy thì mình cũng giàu rồi chứ mình đâu có nghèo đâu. Và hơn nữa đây là cái bí quyết của người ta thì không thể nào người ta chia sẻ cho mình được, cho nên là mình thấy là nhiều khi mình đặt câu hỏi nhưng mà cái câu trả lời là mãi mãi vẫn tìm không ra. Ở đây thì mình thấy điều nữa nè, có cho thuê mặt bằng nữa đó. Thì ở đây mặt bằng bên đây ha, nhà đây là một trệt hai lầu luôn nè. Đó thì mình thấy là kinh doanh khu vực đây ngon lành. Cái đối diện cái showroom xe ô tô ha, nghe của hãng mình thấy đây có Honda, có Hyundai, có nè, đó nhiều loại luôn đây, bảo hiểm hiểm Techco nữa nè. Đó thì khu vực rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì những cái mặt tiền kinh doanh ở đây thì khá là chậm rồi. Ngày xưa liệu bích thì ngon lắm, còn bây giờ mình thấy nè, để bán mở cái quán ngon lành, lô gốc mát nhờ, mà khách thì ít ha. Bên kia thì thấy nhiều nhiều hơn xíu lai rai. Đó thì tiền mặt bằng mở quán cà phê ra, thứ nhất là tiền đầu tư, nó mở một quán cà phê nhỏ nhỏ gì ngay mặt tiền gì thì cả nhà mình thấy là cũng vài trăm triệu, ít nhất là cũng 200 triệu rồi chứ không có ít đâu. Đó rồi thêm một cái nữa là bây giờ thì nhân viên rồi tiền mặt bằng hàng tháng nữa, nó làm nhiều khi bỏ công bỏ sức bỏ vốn ra mà làm không đủ mua mặt bằng. Nhiều khi thấy là mình thấy là nó nản đến mức độ đó, kinh doanh bài toán bây giờ tính không ra. Làm ngày xưa thì trăm người bán vạn người mua cho người ta làm kinh doanh mua bán làm ăn ngon lành cành đào thấy ham, còn bây giờ làm thấy là lây lất không à. Bây giờ mà thật sự mà nói cái dùng từ làm giàu là khó, là hiếm. Còn đa số người ta làm là để gọi là bám trụ và duy trì thôi. Bây giờ nếu mà buông luôn thì mà không quay lại được. Giả sử bây giờ đang bỏ đầu tư mấy trăm triệu vô để mở quán cà phê, biết là hàng tháng là lỗ rồi đó, nhưng cũng ráng ròng. Giờ bỏ luôn là coi như là mất trắng. Mất trắng thì sau này muốn quay lại thì làm kiếm đâu ra mấy trăm triệu nữa để mở tiếp quán cà phê. Có thể và với nhiều anh chị thì vài trăm triệu là cái chuyện nhỏ, cái chuyện rất là bình thường, giống như là sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ. Nhưng mà cũng có đa số anh chị luôn vài trăm triệu nó là cả một cái tài sản, và nhiều khi người ta tích lũy rất là lâu, kể cả cha mẹ người ta tích lũy nữa rồi để dành dụm, và kể cả con lớn đi làm tích lũy nữa mà chưa được vài trăm triệu nữa. Cho nên là nhiều khi mình thấy vài trăm triệu nó lại là một con số nhỏ với người này, nhưng mà nó lại là một con số rất là khủng khiếp đối với người khác. Tại vì nhiều khi nhiều người mình thấy họ tần tảo, họ làm việc, họ kinh doanh, họ đủ kiểu luôn, cả đời họ chưa dư được mấy trăm triệu. Đó là những cái khó mình thấy được đó. Thì khu vực này là không cho đậu xe luôn rồi, thấy đây cắm đậu xe ha, trước cửa nhà đó. Thì do những cái mặt tiền này rộng quá trời mà không có kinh doanh nữa đó. Bây giờ mình thấy những cái chủ mà gọi là có điều kiện gọi là giàu đó, nhưng mà giờ ôm những cái mặt tiền này giờ cũng ngồi cười xong, đâu có cho thuê được đâu. Ở đây là những cái mặt tiền kinh doanh mình thấy nữa nè. Đó thì coi như là đóng cửa hết, bỏ chạy hết trơn rồi, cái bản hiệu rồi coi như là nó bể, nó gách, nó tài le hết trơn đó. Đó thì một cái khó để mình thấy được là bây giờ nhiều khi là bỏ tiền tỷ ra mà kinh doanh, mà kinh doanh gọi là vừa bỏ công bỏ của luôn nha, mà vẫn lỗ, lỗ mà thậm chí là lỗ nặng luôn đó. Ngày xưa thì dùng cái từ là trăm người bán vạn người mua, có phi thương bất phú, có kinh doanh là làm giàu. Rồi thêm một cái từ nữa là cái gì gọi là lấy công làm lời, gán mà lấy sức mình ra để làm lời. Nhưng mà bây giờ kinh doanh mình thấy đó, giờ là trăm người bán vạn người mua thì giờ nó ngược lại rồi, tỷ lệ bây giờ chục người bán thì được có một hai người mua. Rồi hơn nữa giờ lấy công làm lời thì bây giờ thì người ta đổi lại cái từ là vừa bỏ công bỏ vốn ra mà làm để lấy lời mà chưa chắc đã có lời nữa đó. Chứ còn lại bỏ công ra làm lời không là coi như là chịu đó. Đi một đoạn thôi thì cả nhà mình thấy được là có nhiều cái mặt bằng đây ha, nhiều mặt bằng đây quá trời luôn đó. Thì người ta gọi là dán bản cho thuê hết rồi đó, rất là khó khăn. Càng đi mình thấy càng thấm tình hình kinh doanh của bà con thì chậm và eo xèo.
đó thì dài qua bên đây luôn thì có những cái quán hủ tiếu rồi nè, rồi người ta cũng bỏ chạy hết đó, thấy rất là khổ khó khăn. Mặt tiền bây giờ kinh doanh có, mặt bằng có, mà bây giờ không ai dám thuê chứ, tại vì khi mình thuê đó, thuê xong rồi thì ra là mình không biết làm gì với nó, tại vì cái khả năng nó lỗ nó cao quá. Cái Highland Coffee, chỗ nào mình thấy Highland Coffee là chỗ đó đông, mình thấy đa số luôn ha. Những cái quán khác thì nó vắng, nhưng mà Highland Coffee thì lại rất là đông, rất là nhộn nhịp luôn. Đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, mình thấy Highland Coffee cũng là một cái thương hiệu cà phê của Việt Nam chúng ta, nó thì đang cũng rất là phát triển, rất là mạnh. Đây thì ngay ngã tư của Điện Quân Bích và đường Hòa Bình, thì sẽ đi thẳng luôn. Đây thì không kịp đèn xanh đèn đỏ rồi, đó thì mình sẽ ghe lại lùi lại. Đường Hòa Bình này thì gia đình chúng ta thấy là rẽ phải thì gia đình chúng ta sẽ đi ra chỗ khu vực bên Tân Phú, Tân Hương rồi đó, Sơn Kỳ rồi. Còn đi rẽ trái thì gia đình chúng ta sẽ về lại khu vực Đầm Sen đó, quận 11 đó. Thì đây thấy là phía trước này có một cái nhà lớn nữa này, cũng để trống không trống phốc nữa rồi. Tình hình bây giờ thì coi như khá là chậm, khá là buồn luôn đó, đi tới đâu cũng thấy những cái hoàn cảnh nó khá là vắng. Đây mình thấy là đèn xanh đèn đỏ đây thì chạy rất là nhanh ha, mọi người thấy rất là tranh thủ. Nhiều khi là mới đèn vàng nổi lên thôi là người ta đã chạy rồi, thương thoáng không kịp, kể cả các bên luôn, coi như là ai cũng tranh thủ rộn rịp hết trơn. Chạy dài đến đây thì nãy giờ mình đi thì mình thấy khu vực đây thì ngân hàng cũng rất nhiều. Đây là giao nhau với đường Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông mình thấy là khu vực Tân Phú ở đây đường nhưng mà nó rất là nhỏ nè, mình thấy đường nhưng mà gần như là giống như là hẻm xe hơi vậy. Đường mà bây giờ coi như là nhìn nó chút chút không à, nhưng mà ta đều đặt trên đường hết. Thì có lẽ là sau này thì cái dự án của khu vực quận Tân Phú này mở rộng rất là nhiều, tại vì những con đường nhỏ đã mang trên đường rồi thì chắc chắn rồi nó sẽ mở rộng, nó sẽ có lộ giới đường rộng hơn so với lộ giới hẻm, thì từ từ người ta sẽ mở rộng rất là nhiều. Và mình thấy là chỉnh trang đô thị là rất là chua luôn, khi mà một cái vị trí đã đặt trên đường rồi thì giá trị bất động sản nó đã tăng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì mình thấy là đây quá trời cái nhà cho thuê nguyên căn, giá trị bất động sản đã tăng. Rồi thứ hai nữa là mình thấy là khi mà đến khi giải tỏa thì đền bù cũng xỉu luôn, giá trị bất động sản nó tăng rồi thì giải tỏa thì mình phải là tốn thêm một cái khoản rất lớn nữa để mà mình đầu tư giải tỏa đó. Thì đây thì ngay lô gốc này của đường Hàng Xuân Hoành, đây ngay gốc ngã tư Liễu Bích và Hàng Xuân Hoành ha. Thì mình thấy là đường thì nhỏ nhỏ không à, cái đường nó không lớn đó, thì đây thì ngay chỗ cái quán cà phê lô gốc rồi nè, thấy cũng không gọi là không có đông khách, các kinh doanh gọi là lây lất rồi sống qua ngày thôi. Tình hình cũng khá là chậm, nếu phía ngoài đây thì gần như không có khách luôn, nó buôn bán bây giờ thì gọi là mệt và đuối quá trời rồi, rất là buồn luôn. Đó là cái tiệm cô Nguyễn Gia ha, cô Nguyễn Gia bây giờ thì cũng thua rồi, đóng cửa bỏ chạy luôn rồi nha. Tiệm cô Nguyễn Gia thấy đó, cơm phần rồi 30k nhưng mà bây giờ đâu còn đâu, nguyên có cái dãy nhà này quá trời, những cái tòa nhà này khủng khiếp luôn, cửa đóng then cài hết trơn, bây giờ không có khách thuê mà nó thì cũng chịu hết đó. Nhìn những cái hoàn cảnh kinh doanh này thì phải nói là buồn và đượm buồn luôn. Mình thấy được là kinh doanh giờ bớt xì lết quá, hai bên đường đâu thấy là kinh doanh bán được gì đâu, chậm ha, ngân hàng bắt án nữa nè đó. Thì dài lên luôn mình thấy sẽ có nhiều cái hoàn cảnh kinh doanh mà thấy gọi là rất là mệt, mệt dữ luôn chứ không phải mệt bình thường đó. Thì đi dài lên nữa mình thấy là bây giờ nó vắng từ từ, nó teo lại, nó teo từ chút luôn. Những cái mặt tiền kinh doanh mà bây giờ thấy trời ơi, nhìn nhận không có ra, những mặt tiền kinh doanh này bây giờ thì quá trời chậm đó. Đây thì cái hẻm này thì được cái hẻm xe hơi chơi cũng tương đối, xe tải rồi chạy vô ngon lành đó. Thì những cái tòa nhà thấy là họ bỏ hoang rất là lâu rồi, nên là ba hai cái mặt tiền liền luôn nè đó. Thì ở trên nó rách rưới te tua tơi tả hết trơn luôn đó, rất là buồn, gọi là những cái hoàn cảnh này là khá là buồn. Đây để chạy xích lên nữa cho xem đây như thế nào. Đây thì mình thấy là lại có một cái tòa nhà nữa, một cái tòa nhà gọi là dán bảng gọi là te tua tơi tả luôn, ngay góc đường đó Lý Thánh Tông với đường Bích
thấy là ngay chỗ ngã ba đường luôn nè, nhưng mà bây giờ thì cũng vắng, cũng gọi là te tua te tả bớt xe lết hết trơn. Đây cả nhà mình thấy đây đó, thì lên trên nữa mình thấy đường tuy là đường Lý Thánh Tông nhưng mà cái nhìn nó như con hẻm vậy, nó quá nhỏ. Đây thì không biết sao ha, người ta quy hoạch những cái con đường ở đây nè, đường liễn bích giao nhau với Lý Thánh Tông, thì nhìn cả nhà mình nhìn đây thì không thể là tin là con đường được, tại vì con đường này là xe hơi không vô được luôn, mà sao gọi con đường, hẻm rất là nhỏ luôn nè, đây sẽ chạy vô trong một xúc cho gia đình chúng ta ha. Đường Lý Thánh Tông đây giao nhau với liễn bích, thì một cái con đường, cái tên đường mà gần như là cái này là chỉ có xe ba gác chạy vô được thôi, còn xe hơi là coi như là chịu trận rồi, không thể nào chạy vô được đó. Thì ở đây thì nếu mình thấy là đã con hẻm, hẻm thì cái giá trị bất động sản nó sẽ thấp hơn là cái mặt tiền đường, mặt tiền hẻm thì nó sẽ rẻ hơn đó. Nếu mà chúng ta quy định là nó thành đường rồi thì cái giá trị bất động sản nó sẽ cao và giá trị đền bù nó sẽ cao hơn nữa, thì đây cũng là một cái khó khăn cho cái việc sau này mà khi mà mở rộng đường thì cũng gọi là tốn kém chi phí rất là nhiều luôn đó. Để đi vầy ra đi một đoạn cho gia đình chúng ta thấy được đó ha. Đây là số 15 nè, Lý Thánh Tông, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú đó. Thì nhìn những cái đường đó mình thấy là những cái, đây là cái đường nha, mặt tiền đường đây chứ không phải là mặt tiền hẻm, nhưng mà rõ ràng là xe hơi vô còn khó khăn nữa đó. Thì những cái con đường mà gọi là độc lạ ha, thấy tuy rằng đường nhưng mà rất là nhỏ đó, thì đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được là cái quy hoạch của mỗi khu mỗi khác nhau, một cái nét văn hóa của mỗi khu mỗi khác nhau nữa. Cho nên mình thấy là cái khu vực ở đây á, thì đa số là bà con người Bắc sống cũng rất là nhiều, cộng đồng bà con người Bắc, người Bắc với người Kinh, còn người Hoa thì cũng có nhưng mà rất là ít, tùy cái khu vực. Đã chạy ra tiếp tục nè, nhà thấy là những cái tiệm nước sơn rồi đó, giờ là mình thấy là coi như là thua rồi, thua dữ luôn, tại vì bất động sản mà đóng băng thì người ta đâu có xây mới gì đâu, rồi sửa chữa bây giờ thấy là nhiều khi khó quá bỏ qua nữa, còn ở được ở đây chứ giờ kinh tế tiền kiếm ra ai cũng thủ hết trơn, đâu có ai dám sửa chữa gì nhiều đâu. Chính vì vậy mà buôn bán về cái ngành nước sơn, về ngành nội thất, về xây dựng nữa bây giờ nó rất là chậm luôn đó. Thì mình thấy là cũng gọi là quá trời quá đất luôn. Đi dài lên trên đây nữa để gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống xung quanh đây. Đây ngày xưa đây thì có quán cà phê rất là lớn nè, nhưng bây giờ người ta đổi lại là câu là bộ Vlad rồi, thấy bây giờ cũng gọi là thua, coi như là một cái quán cà phê mà mặt bằng khủng luôn. Bây giờ cái quán Vlad pizza thì nó cũng vắng đó. Thì chạy dài lên đây nữa, đây có một cái tòa nhà, tòa nhà này sao bỏ quan ha, liễn bích à, 147 liễn bích à, quá trời khủng khiếp một cái tòa nhà này luôn nè. Nhưng mà không biết sao người ta bỏ quan đây khu vực này ha. Đó thì để có dịp thì tìm hiểu trong đây, đây nguyên một cái tòa nhà quá trời luôn mà. Đó thì cái công ty gì đó, đây là một cái công ty dệt may, dệt may gia đình đó, thì công ty dệt may gia đình thì bây giờ nó cũng bỏ quan khu vực đây luôn rồi. Đó thì thấy anh đây anh bán gọi là ship bao, rồi lại bao này quay nhặt ve chai nha, anh ship lại những cái bao này như là anh bán đó. Những cái bao này thấy cũng cũ rồi có thể là tái sử dụng thôi. Thì đây cũng là một cái hình thức ve chai đó, đi thì để đi sẽ đi dài lên luôn cho gia đình chúng ta thấy được. Đây cho thuê ở đây là quá trời luôn, đây là cho thuê tầng trệt nè, 260 m² nè, không kinh doanh ăn uống, liên hệ anh Hùng đó. Một cái tòa nhà bên trong rất là khủng khiếp luôn, và người ta cho thuê cái mặt bằng này, nhưng mà có cái là bán ngành nghề khác chứ còn ăn uống thì không cho. Kế bên đối diện cái tòa nhà nó cũng cho thuê nữa đó. Thì Gulen Tân Phú ha, đó, công ty bất động sản thì bây giờ cũng chịu trận rồi. Kế bên đây nữa nè, quá trời luôn, chỗ cho thuê mặt bằng coi như là phá sản, gọi là dẹp tiệm rất là nhiều. Đây cũng là một cái hình ảnh gọi là khá là đau lòng trong cái khu vực mà giai đoạn mà đến gọi là quý 3 năm 2024 rồi, xây qua xây lại nữa thì gia đình chúng ta thấy đã hết năm 2024, nhưng mà tình hình cũng khá là chậm. Clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.